Đầu tiên mình sẽ nướng cà tím trên bếp than củi. Nếu không có bếp than, các bạn cũng có thể nướng trên bếp ga hoặc bếp hồng ngoại cũng được. Các bạn nhớ trở liền tay để cà được chín đều nha. Chúng ta nướng cho đến khi các bạn thấy lớp vỏ của trái cà bong ra và bên trong bắt đầu mọng nước là cà đã chín. Bây giờ mình sẽ giã tỏi ớt để làm nước mắm chua ngọt. Các bạn nhớ cho đường vào giã cùng để tỏi ớt không bị văng ra. Và khi giã thì tỏi sẽ dẻo hơn là các bạn băm nhỏ, nên nước mắm của chúng ta làm ra sẽ có độ sánh ngon hơn. Mình vắt vào nửa trái chanh. Thêm nửa chén nước đun sôi để nguội. Nửa chén nước mắm. Các bạn hòa tan và để nước mắm khoảng từ 3 đến 5 phút thì tỏi ớt sẽ nổi lên trên mặt do đã được thấm gia vị. Tiếp theo mình sẽ làm mỡ hành. Mình đun nóng 2 muỗng canh tóp mỡ và 1 muỗng canh nước mỡ. Khi nước mỡ đã nóng, các bạn cho hành lá cắt nhỏ vào. Nhớ giữ luôn cả phần gốc hành cho thơm nha các bạn. Thêm vào 1/3 muỗng cà phê muối và 1 muỗng cà phê đường để mỡ hành có vị mặn mặn, ngọt ngọt. Mình sẽ đảo nhanh tay rồi sau đó tắt bếp. Bây giờ mình sẽ bóc vỏ cà tím. Vì cà tím sau khi nướng sẽ rất mềm nên các bạn có thể dùng nĩa để tước dọc thớ của trái cà. Cho lên trên là mỡ hành nóng hổi mà chúng ta vừa làm. Thêm đậu phộng rang giã nhỏ. Và sau cùng là chan nước mắm tỏi ớt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn thực hiện thành công món cà tím nướng mỡ hành.